đi, nhanh đi. Vé lựa đi cô. Dạ 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 dạ. Ngồi đi, cái nào thôi, hai bỏ đi. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú. Vé lựa đi cô. Nghe nói trà đây ngon lắm á. Uống thử coi ngon không ha. Ừ. Nè nè, coi đi. Cho mày uống đâu. Uống miếng coi. Đây đây, của cô đây. Ngon ha. Ê. Có phải cô ở đợi nhà mày không? Ủa bó ra này nhiêu vậy cô? Nó đó. Ôi, nhìn cũng đẹp ác ha. Đẹp ghê ha. Đẹp cái gì mà đẹp? Đẹp thiệt mà. Ê, Ngọc Bích. Cái này nè cô, tốt lắm nha. Ê, tiếng này quay ghê mày. Ừ, quay thiệt á. Mua đi cô. Tôi kêu cô đó. Lại đại biểu coi. Nhảy lên. Lựa luôn đi chị Bảy. Ừ được rồi. Lại đây. Nhảy lên. Ôi nó kêu đi theo luôn kìa. Nó làm gì vậy? Ai biết. Lưu đi, lưu đi. Lại coi lên đây. Dơ rồi. Phân bộ cho tôi đi. Làm không? Chùi đi. Chùi đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Ôi, nhìn ghê, nhìn ghê. Nó chùi luôn kìa. Công nhận. Tiếng nó quay quá ha. Thôi con về nha dì. Dạ cô đi ạ. Ai mua chổi không? Nón lá đẹp nè chị ơi. Dạ nón lá nè chị. Dạ của cậu đi. Lẹ đi. Dớ dơ luôn rồi. Phủ dớ đi. Nhanh lên. Phủ dớ đi. Mang vô đi. Ôi, ui, đau luôn kìa. Mang vô cho tôi. Có mang không? Mang vô đi. Mang đi. Nhanh lên. Chắc không mang rồi. Không mang. Đức Tiến, em làm cái gì vậy? Để coi. Em đứng lên đi. Nè. Ủa ai vậy? Chị nhìn bỉ mặt tôi hả? Chị Tiến. Chị không thấy tôi đang kêu cổ mang giày cho tôi sao? Em cư xử như vậy mà được hả Đức Tiến? Sao không được? Cổ chỉ là người ở thôi. Tôi không được sai người ở hả? Hay là chỉ có con vợ lớn mới được quyền sai người ở thôi? Em. Cậu, tôi mang về cho cậu là được chứ gì? Bết. Em không sao đâu mà. Nghe chưa chị hai? Mang đi. Ôi, mang như luôn rồi kìa. Còn vé lựa luôn nè. Mình về đi em. Vé lựa đi. Vé lựa đi cô. Ê, công nhận mày quay thiệt nha. Quay nha mày. Thôi vô chạy đi mày. Thôi đi. Thôi vô nước. Đó tao ly coi.